giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa ra xa bờ, đến cả mấy cây số bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ, thấy người đi trên mặt biển các ông phản quốc tạo nhau ma đấy và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông cứ yên tâm, chính tại đây đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: thưa ngài, quả là nếu quả là ngài thì xin truyền cho chúng con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo: cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông lâm sợ và bắt đầu chìm. Ông la lên: thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung kinh ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ lại xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người khôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Sau khi làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn 5.000 người ăn, thì lập tức Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ xuống thuyền qua bên kia. Lúc đấy là trời đã đổi tối rồi. Tại sao Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ xuống thuyền qua bên kia? Mà Chúa Giêsu biết rằng là đêm tối là nguy hiểm lắm. Chúng con biết rằng là biển khơi lắm. Trong khi ánh biển khơi là chốn cư ngụ của ma quỷ, của các thần dữ đó. Mà bây giờ mà đêm tối mà đi trong biển ma quỷ thần dữ đó thì nguy hiểm quá. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn dục các môn đệ xuống biển đi qua bên kia. Tại vì Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của ngài rơi vào cơn cám dỗ về của ăn, không để cho các môn đệ rơi vào cái cơn cám dỗ vinh quang lạ. Trong bài đọc một đó, ngày xưa dân Do Thái đã bị cám dỗ về của ăn rồi, sao không để cho chúng tôi ở bên Ai Cập đi hà chết ở bên đây cũng được, nhưng mà còn có của ăn, có củ hành, củ tỏi, có miếng thịt, miếng xương mà gặp thì thôi, chúng tôi vào đây chúng tôi chết. Người ta bị cám dỗ về của ăn. Vì thế Giêsu không muốn các môn đệ rơi vào trong tình trạng đó, nên ngài lập tức dục các môn đệ qua bên kia này. Rồi dân chúng thì bị cám dỗ về của ăn. Khi mà Chúa Giêsu thấy Chúa Giêsu làm phép lạ như vậy đó, thì bắt đầu là dân chúng mới đồng thanh nhất trí với nhau là: thôi, tôn ông này lên làm vua đi. Bởi vì ông này mà ông làm vua thì mình khỏi phải đi lao động, khỏi phải làm cái gì hết. Ngày ông đã làm phép lạ là ăn thoải mái. Người ta bị cám dỗ về đi ăn. Do đó Chúa Giêsu không muốn các môn đệ rơi vào trong tình trạng đó, nên đã dục các môn đệ. Sống biết rằng đi trong đêm tối như vậy thì rất nguy hiểm. Chính vì thế chúng ta mới hiểu được cái câu Alleluia mà chúng ta đọc lên đó, là người ta sống không phải nhờ cơ may, nhưng còn nhờ mọi lời cho biết Thiên Chúa phán rằng. Không, người ta sống không phải nhờ cơ may, nhưng mà còn nhờ mọi lời cho biết Thiên Chúa phán rằng. Mới này hôm Chủ nhật này là mùng 3, từ mùng 3 cho tới mùng 6 tháng 8 vừa qua, ở bên Mỹ có một cái gọi là một cái đại hội thánh mẫu. Và đại hội này được diễn ra ở Missouri. Và có cái anh Đạt là trong suốt lễ ngày xưa, nhớ anh Đạt cũng đi tham dự đó. Anh ấy nói là cả một rừng người không biết là cùng họ đến ở mọi nơi khắp nơi trong nước Mỹ, ở Canada đó, họ đổ về đổ về cái tham dự cái ngày lễ đó. Và trong ngày lễ đó với cái chủ đề là hãy vâng nghe lời người, xin lỗi, người bảo sao hãy làm như vậy. Và trong
Maria đúng rồi, nhưng mà người ta còn suy tôn thánh đẻ nữa. Thế thì ta suy nghĩ như thế này, tại sao đất nước Mỹ như vậy, Canada như vậy, người ta giàu có lắm, người ta đâu có thiếu cái gì đâu, mà tại sao người ta phải đổ xô chuẩn bị mấy ngày nữa đi xa lắm, đổ xô về để tham dự cái đại hội thánh mẫu, ra thánh mẫu như vậy. Thế suy nghĩ là người ta không có thiếu về đồ ăn, nhưng mà người ta cuộc sống của con người ta cần có lời Chúa, không chỉ về cuộc sống vật chất, về cơm áo gạo tiền, nhưng mà người ta còn sống nhờ lời của Chúa nữa. Lời của Chúa là sức sống và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Lời của Chúa là ánh sáng để mà soi sáng cái con đường của chúng ta. Lời của Chúa là của ăn nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của mình, rất là cần thiết. Chính vì thế mà cha mới thấy rằng là ở ngay một cái xã hội mà rất là văn minh hiện đại, đầy đủ vật chất như vậy, nhưng mà người ta vẫn cần đến lời của Chúa. Và như thế thì chúng ta mới có thể hiểu rằng là Chúa Giêsu chính là quà tặng Thiên Chúa ban tặng cho con người. Và nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới biết được cái ý nghĩa của cuộc sống. Nhờ Chúa Giêsu chúng ta đón nhận được tất cả những cái hy sinh ở trong cuộc đời của mình. Lời của Chúa không có đeo nặng cho chúng ta một cái đồng đô la nào cả. Lời của Chúa cũng không có miễn trừ cho chúng ta phải chịu những cái hy sinh này, những hy sinh kia, không có miễn trừ đâu. Nhưng mà lời của Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta, để dẫn lối cho chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta, và để cho chúng ta cái ý nghĩa của cuộc sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết lắng nghe lời của mẹ dặn các những người của một nước đó, tổ của cái lưu đó, thầy bảo sao thì anh em hãy làm như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết lắng nghe lời của Chúa, giống như hôm qua Đức Chúa Cha cũng phán rằng đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe, có nghe lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết yêu mến lời của Chúa, lấy lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa như là Đức Mẹ Maria vậy, suy đi nghĩ lại trong lòng để lời đó hướng dẫn và nuôi dưỡng đời sống của người chúng ta. Amen. Vì thế cũng với